Truyền thông Triều Tiên hôm nay xác nhận nước này đã phóng thử thành công một loại tên lửa siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới có giá trị chiến lược quân sự. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un hôm qua đã chỉ đạo vụ bắn thử lần đầu tiên loại tên lửa Hoa Sông Phô 16B. Đây là một loạt tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn và trang bị đầu đạn siêu âm mới phát triển gần đây. Theo KCNA, việc thử nghiệm tên lửa này là nhằm xác nhận những chi tiết kỹ thuật của loại tên lửa mới về tổng thể cũng như chứng minh mức độ tin cậy của thế hệ hệ thống vũ khí này. Tin cho biết đầu đạn siêu âm vượt âm đã tách khỏi tên lửa và đạt độ cao đầu tiên là 101,1 km. Triều Tiên cũng khẳng định vụ bắn thử tên lửa không gây ảnh hưởng đến an ninh của các nước láng giềng. Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc ngay lập tức đã lên tiếng phản đối vụ thử tên lửa của Triều Tiên.